Cái này là cái gì anh? Quay đi. Không, cái quay đây thực chất là nó phải để đúng vị trí. Mua viên đá này của anh, ví dụ một viên này 5 triệu. Dám chơi không? Nhưng mà những cái hộp này là nó phải chơi dưới 20 năm rồi mà đá của nó vẫn trắng phẩy, tất cả nó đều ok. Nay anh chơi mấy chục năm, có những chiếc nhẫn anh cầm anh không dám tự tin anh gắn đánh luôn à. Ôi, phải trả giá nhiều. Trả giá bằng chính đồng tiền của mình, trả giá mất bằng cái sự đam mê của mình khi mà mình mua được chiếc nhẫn. Phải về đeo cho chủ nợ an tâm. Kêu có 10 đồng ngón tay mà sao đeo hết được mấy trăm cái nhẫn. Đeo hết rồi, anh nổi tiếng trên mạng luôn. Carbon nó chỉ nặng 20 mấy gram mà tại sao mà nó 10 mấy nghìn đô. Bây giờ cũng phải 7-8 nghìn đô, 10 nghìn đô. Đến hiện tại bây giờ là cũng rất là chắc nhé. Hello, mình là Nam Ngô. Và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Màu vàng của cái từng thời điểm người ta chế tác và người ta muốn cái kiểu dạng màu vàng gì. Chứ không phải chỉ có vàng không. Dạ. Mà thường vàng chanh này là những cái nhẫn đời xưa chút thì mới có. Màu vàng chanh này cũng đẹp chứ. Đó, là anh nói về kể cả những cái ổ bông lúa. Cái này là cái gì anh? Cái quay đây. Không, cái quay đây thực chất là nó phải để đúng vị trí. Thì nó sẽ để trên đây, nó là để đừng có quay mất. Thì nó có tên như đấy đó. Trên đấy và nó có để kích cỡ. Ví dụ 1/2 PT. Đó, tức là kích cỡ. Đó, ví dụ còn là 0.8cm, 1.6cm hay một cái gì đấy là nó có kích cỡ trên cái đây. Trên cái, còn cái trên diamond là để nó gắn nguyên cái ổ đây thôi. Trên đây có thực chất anh có rút một cái bé bé này, anh gắn qua chiếc này rồi. Còn riêng cái ổ xoàn này anh mua cái này anh mua 8 triệu. Riêng cái này không anh mua 8 triệu. Tại vì nó trên nó xoàn thật. Có cái mẫu này kết hợp với đá với hạt luôn. À cái này cũng kết hợp với đá với hạt. Cái đó kết hợp đá hạt tròn. Hiện tại Việt Nam mình bây giờ cũng vẫn cắt đá và gắn xoàn được. Nhưng mà cái đường vết cắt ở đây một số cái nếu mà soi lên kỹ thì sẽ nhìn không được liền lạc ha. Liền lạc, yeah. Mẻ. Yeah. Không thể bằng cái viên zin. Quá đẹp. Nhiều khi đấy, anh em bảo kêu bây giờ mua một viên đá. Mua viên đá này của anh, ví dụ một viên này 5 triệu. Dám chơi không? Tại vì khi đưa vào một chiếc nhẫn trường quân đội hàng trăm triệu, đưa cái hột này vào nó khác, giá trị khác hẳn. Nó còn đây, sưu tầm được những cái ví dụ xưa này. Này của xưa hả? Này xưa đấy, xưa, nó xưa hơn hột nhưng mà nó cũng là khá xưa. Ví dụ những cái hột sau này nó sản xuất, nó làm sau này nó để ở đây. Nhưng mà những cái hột và cũng hột nó xưa. Và đây một số màu là anh đã đảo vào những cái màu quý, màu quan trọng, ví dụ những cái màu này. Đó, màu vàng, màu cam tia, hoặc là màu trà, hoặc màu xanh này. Cái chất đá này nó đẹp quá. Là những cái màu đó. Cái này nó, những cái này anh không biết nhiều, nhưng mà những cái hộp này là nó phải trên dưới 20 năm rồi mà đá của nó vẫn trắng phẩy, tất cả mọi thứ nó đều ok. Vẫn còn chiếu. Sưu tầm là cũng công phu quá. Thì những cái nguồn gốc của những cái nhẫn sưu tập này là nhẫn mới hay là nhẫn cũ? À không em. À, thực tế thì cái nhẫn này một số cái là do Việt Kiều mình đem bên kia về mua từ những tiệm cầm đồ. Hay là của cũng là người chơi bên kia đem về, nguyên lượng ít hơn. Mà em thấy bên Mỹ nhiều khi nó đấu giá với cái container bỏ trống. Đấu giá, vô đâu, đâu, vô tình nó không thể ra được cái nhẫn này đâu. Chắc chắn là có cái này rồi. Nó không thể ra được những chiếc nhẫn gì vậy đâu. Ấy mà chỉ là ấy. Và hiện tại bây giờ một số cái này thì anh em đấu giá eBay về nữa. Đó, đấu giá trên eBay và đó là những cái nguồn hiện tại giờ nhận về là. Nhưng mà nghề không cứng chắc cũng dễ bị chết chắc. Chết chắc đến luôn. Thời điểm hiện tại anh chơi mấy chục năm, có những lúc anh có những chiếc nhẫn anh cầm anh không dám tự tin anh khẳng định. Khẳng định luôn à. Không khẳng định khi nhận không phải của mình. Có những điều khó. Không đơn giản đâu. Kỹ thuật giờ nó cũng cao. Kỹ thuật giờ cao. Đấy thì nói đấy, nói về kỹ thuật cao thì mình sẽ đi qua một bước nữa để mà anh em có sự nhận biết về nhẫn tại Việt Nam và nhẫn gọi là tại sao gọi là nhẫn Mỹ.
đó là thêm một cái mảng nữa. Móc đồ chơi ra nữa. Nãy giờ mình chưa coi thùng này luôn á. Thùng này không cần phải quay sạc. Ôi trời, đẹp à. Để anh đặt lên đây. Thì nếu mà nói về nhẫn Mỹ, tại sao người ta vẫn cứ một số cái người người ta đánh cháo khái niệm nhẫn Mỹ. Nhẫn Mỹ nhưng không phải nhẫn Mỹ. Mỹ nhưng mà nhẫn phải. Mỹ không sản xuất tại Mỹ. Yeah. Và nhẫn pha ke hay gì đấy. Hiện tại giờ thì ở Việt Nam mình nhiều người mới chơi như Nam vừa nói á, nếu mà không rành thì cũng sẽ phải trả giá nhiều. Trả giá bằng chính đồng tiền của mình, trả giá mất bằng cái sự đam mê của mình khi mà mình mua được chiếc nhẫn nhưng mà mình không đúng chiếc nhẫn Mỹ và không đẹp, không zin hay gì một số cái gì đấy để mà mình không được ưng lòng. Rồi từ đấy mình không được còn chán nản đó. Thì anh cũng không mạn phép bàn về nhiều cái vấn đề hiện tại giờ, tại vì một số anh em bán ở Việt Nam, ví dụ như anh chơi thì anh em gọi là dân lái á. Ngoài các shop lớn thì anh biết hết, và hoặc một số anh em lái lớn thì cũng đều quen biết, anh biết nhiều, nhất là khu vực phía Nam anh biết gần hết. Biết nhau cả, nói chung là biết trong giới nhân Mỹ anh biết nhiều à, nhưng mà đến hiện tại giờ thì anh không quen nhiều, nhưng mà anh chỉ giới thiệu một số cái. Ví dụ như đến bây giờ là hiện tại Việt Nam mình, từ lúc bắt đầu có nhẫn Mỹ, tức là khi có nhu cầu sưu tầm và chơi nhẫn Mỹ, thì từ đấy cũng có sự làm giả. Chắc chắn rồi. Làm giả tại Việt Nam, có những thời điểm ban đầu nó làm rất là xấu. Nó làm bằng đồng thau, hoặc những chất liệu cực kỳ tạ, để mình cầm, mình nhìn và biết ngay. Đấy, nhưng mà càng ngày, ví dụ như có một số anh có tránh nhắc tên, ví dụ như nhắc đến dân làm nhẫn, sau này có cái ông ở Suối Tiên ấy, ông làm chiếc từ, ông bán từ 500, 800 đến khoảng 1.8 triệu. Nhìn thì cũng rất là đẹp, dân không biết thì chụp lên lung linh lắm. Kiểu nhẫn ấy, kể cả làm từ nhẫn hợp kim cho đến gọi cứ kêu vào vàng 10k với cả vàng non thiếu tuổi, tất cả pha ke hết. Tất cả pha ke hết. Nhưng mà pha ke với cái mức độ như thế nào? Cũng khoảng 5-10 năm trước thì cũng đã từng nhận pha ke. Nó đồn đi qua đến Thái Lan, bán Thái Lan, và pha ke qua đến đấu giá bên Mỹ, quay trở ngược lại Việt Nam. Pha ke mà đấu giá bên Mỹ luôn, đem ngược qua bên Mỹ bán. Trời. Tay nghề của Việt Nam mình là rất là giỏi. Hiện tại bây giờ thì anh quen một cậu em 3 năm cậu khởi nghiệp sau khi chuyển qua làm nhẫn Mỹ đây. Thì cậu làm đến bây giờ giới chơi nhẫn Mỹ, tại vì họ không thích chơi cái nhẫn gọi là nhẫn làm tại Việt Nam. Nhưng mà anh chơi cái yêu thích cái đẹp của nhẫn Mỹ. Cho nên anh vẫn chơi và anh có một bộ sưu tập. Ví dụ đây là một bộ sưu tập nhẫn cậu ấy làm. Nam cầm thử. Ví dụ đây, con Westpon. Westpon này giá trị hiện tại giờ nếu mà đúng hợp kim ở bên Mỹ về thì nó giá trị khoảng 40-50 triệu. Đây nữa. Đây là những con Westpon cậu làm. Em nhìn đi, tất cả những nét đẹp hay cái gì đấy em cứ Nam soi. Cũng rất là chi tiết anh ha. Gần như là rất là chi tiết, rất là đẹp. Với những con mắt bình thường thì... Rất là chi tiết các em ha. Đúng là tay nghề Việt Nam là khéo. Hoặc đây, nhìn Navan. Cho coi đai xích dưới, đai xích các thứ. Điển hình của con Navan Academy tại sao anh thích là vì cái đai xích. Con này không có đai xích, con này là cổ làm hình như là con này không đai xích. Tại vì năm xưa con đấy không làm đai xích, hoặc ví dụ như những con đời mới con đấy là sau này thì có đai xích ở dưới. Điển hình của Navan thì là có như vậy. Phần cái mắt xích cũng rất là đều. Anh em xem thì không thể chê được. Tại vì những chiếc nhẫn ở bên Mỹ
40-50 triệu, có những 2-3 con 20-30 triệu. Về đến đây, người thợ Việt Nam, hiện tại giờ cả Việt Nam thì anh biết là có mình cậu đấy là hiện tại là làm đẹp nhất. Thì cậu chỉ bán từ 2-3 triệu cho đến 4-5 triệu một chiếc. Thì anh hỏi em thì dân mình thì sẽ chọn gì? Đây, anh cho em xem, ví dụ như chiếc Effort đây. Mình thấy cái lồng cánh á, thấy cả chi tiết mấy sợi lông luôn ha. Này cũng vậy nè, này dùng cái lồng chim mà. Lồng chim cho bạn. Nãy giờ trên live có cậu nào quen anh Tuấn không? Không. Đợt này anh hết bò sát, hết ấy ở trên fan của Nam thì... Lúc này anh đâu có tham gia trên đây nhiều nữa đâu. Mày lô bô quá mà. Rất là đẹp luôn. Không nhìn thấy. Đấy, cho xem để biết cái tay nghề của thợ Việt Nam như thế nào. Đây là thợ Việt Nam làm đẹp nhất tại Việt Nam bây giờ. Yeah. Còn một số thợ tầm trung và tầm rẻ tiền này không cả. Yeah. Cũng rất là sắc nét, rất là sắc sảo luôn. Mà giá hồi nãy nói chắc cũng một từ 2 triệu đến 5 triệu. Yeah. 1/10 thôi. Em xem có những chiếc trường công giáo. Cái lồng cũ nó. Cái này là cái bộ sưu tập của thợ Việt Nam lên nha các bạn. Và anh Tuấn Anh thì anh yêu thích cho nên là anh đặt hàng, nó làm để mình coi cái tay nghề của người thợ. Đó. Ví dụ đây cũng Effort đấy. Nhưng chiếc nhẫn không giá trị bằng cái viên đá trên đó của anh. Riêng cái viên đá trên đó của anh khoảng 3,5 triệu. Tuy nhỏ. Mình cứ thắc mắc hoài là không biết người thợ người ta khéo tay tới cỡ nào luôn. Và đặc biệt cái hợp kim của Việt Nam mình làm là đến hiện tại bây giờ là cũng rất là chắc nhé. Ba đập thoải mái, đừng có để đập cái mặt này xuống, còn sức va đập và không bị đen, không bị móp méo, bao luôn những vấn đề như vậy. Yeah. Anh mới thả đó các bạn, mình thử. Cứ đập bên cạnh thì không vấn đề gì, đừng đập bên đá hoặc đập mặt xuống. Rẻ chứ ha, nếu một riêng này làm chi tiết vậy có 2-3 triệu thôi thì quá rẻ. Từ 2-3 triệu là những cái mẫu thông thường. Yeah. Đấy, cho đến cái mẫu khoảng 4-5 triệu. Đấy, còn ví dụ như này, em nhìn có những chiếc như này. Quá dữ, sắc nét, nét cực kỳ. Đây là gì á, nguyên một cái dàn giao hưởng. Cái tại vì một số cái nó thể hiện nữa tại sao mà nó có cái dàn này là nó kỷ niệm hai cái này năm 76. Yeah. Kỷ niệm 200 năm thành lập nước Mỹ. Ồ. Oh. Em đang ở đâu à? Sắp xong chưa? Thế thì em tí em đón con của anh nhá. Anh bên Nam ở anh Nam ở trên đây gần xong nhưng mà trên chưa ấy được thì chắc dùng vào đây có cái sợi dây thừng. Yeah. Sợi dây thừng với cái mỏ neo. Cậu ấy ở đây cậu làm được chi tiết được như vậy nhỏ quá mà dùng cũng nổi luôn nhưng mà nó chi tiết sắc nét. Kể cả như những ổ đá gắn xoàn này là cậu làm được hết. Dạ. Kéo. Này về đeo cho chủ nợ an tâm. Bữa nào muốn đeo chụp hình cho chủ nợ an tâm thôi. Chơi thì yêu cả nét đẹp lẫn cả một số cái là chị về. Hai chị.
đó, ví dụ như những cái nào là các nét hai bên, mỗi chiếc đều khác để mà mình không bị nhàm bị chán, nhưng mà thực chất thì anh chả đeo mấy đâu, anh là anh sưu tầm là chính đó. Đấy, anh là sưu tầm nhiều. Anh sưu tầm là chính đó. Kêu có 10 đầu ngón tay mà sao đeo hết được mấy trăm cái nhẫn. Đeo hết ra anh nổi tiếng trên mạng luôn. Đẹp ha. Những cái này tàu máy bay đều thể hiện lên. Có những máy bay nhỏ xíu lý tí. Cái thị trường này nó sôi nổi không anh? Sôi động. Thực chất thì cũng khá. Anh em thì cũng chơi nhiều đấy. Nhưng mà cái thị trường hiện tại này anh em nó vẫn gọi là hơi rén. Kêu mà mang tiếng chơi nhẫn không phải Mỹ mà không phải làm tại Mỹ. Mỹ. Chứ còn thì em có thể cho một chiếc nó cứ khoảng gấp 10 lần. Nói chung lúc nào nó cũng sẽ có hai trường phái. Trường phái chơi là phải jean cứng ngắc luôn mới chịu. Còn một trường phái thì người ta phải linh động chút xíu cũng được. Miễn sao đẹp rồi này đẹp. Đẹp giá trị, đẹp và mang giá trị sưu tầm của những cái nét đẹp riêng của từng chiếc nhẫn đời năm này, không về Việt Nam, mỗi chiếc đâu có về Việt Nam đâu. Thật ra có những cái thì nếu mà chúng ta không chấp nhận cái này thì không có mà chơi. Đúng rồi. Giống như chơi cây bonsai cũng vậy các bạn. Nhiều người là cứ đòi phải cây zin mới chịu, còn những người ta chơi đẹp nhiều khi ta thấy cái lá nó bự quá, ta ghép cái lá nhỏ vô thì nó vẫn đẹp. Nhưng mà có người ta đòi hỏi nó phải zin ra mới chịu cơ. Thì nào cũng vậy, nó sẽ có hai trường phái hoặc là nhiều trường phái khác nhau. Bác có mượn anh Tuấn đeo 10 đầu ngón tay chụp tấm hình để cho chủ nợ đồ an tâm nè. Chủ nợ này thấy nhăn nhăn ngó ngó quá. Đây là cả một cái quá trình 30 năm sưu tập nha các bạn, và chưa dừng lại ở đây. Chưa dừng lại ở đây. Và mình cũng giống anh Tuấn Anh ở chỗ là mình thích chơi sưu tầm, nhưng mà có điều cái nết của mình không có được giống ảnh, là mình em thì em lười tìm hiểu hơn. Anh thích cái nào nó giống như là nó ứng dụng đồ này nọ hơn, còn dạng như thu thập thông tin đồ này nọ là anh là quá dữ luôn. Rất là nhiều cái tại vì khi chúng ta thu thập thông tin chúng ta phải nhớ, các bạn phải ghi nhớ rất là nhiều thứ, mệt. Coi lá mình loạn luôn, hoa mắt luôn. Trong cái những cái bộ sưu tập của anh, cái bộ nào nó có dấu ấn kỷ niệm hay là anh yêu thích nhất không? Ngoài cái giá trị nha, nói về giá trị kỷ niệm thôi đó. Kỷ niệm mình thực chất thì mỗi con nó đều một cái thời điểm mà cái giá trị khác nhau. Về cái duyên lúc có tiền thì không thể mua được, lúc năn nỉ người ta không bán. Hoặc cái lúc người ta bán thì mình lại không mua được. Không có tiền. Đấy, nhưng mà trong tất cả các cái thì có một chiếc này là anh sưu tầm khoảng 20 mấy năm. Và bây giờ thì giá trị nó cũng lên rất là nhiều trong cái đống của anh. Đó là ở đâu rồi? Đây. Chiếc này chiếc là Quick. Đấy. Anh sưu tầm từ khoảng năm 2000, khoảng chắc khoảng tròn 20 năm đấy. Này cũng là vàng xưa đó, vàng chanh nè. Đúng rồi. Bây giờ nó cũng dạng như giá trị nhất ở trong, nhất là trong cái hộp này. Trên cái này anh có thể thấy là Northwick ha. Để anh lấy cái hình chụp cho xem. University, đại học Northwick, nhưng mà dạy về quân sự. Chiếc này sắp dân vừa rồi anh nói là ROTC để cho khóa cấp cho quân sự. Cavalry đây.
em quay cái mặt nó ra thì anh mới cho em xem được cái mặt nào 1819 đúng không? 1819 ạ. 1819 đây, anh phóng lớn ở đây. Nó có chữ ROTC. ROTC. Đó là thường là nó viết tắt của khí anh quên rồi, nhưng mà tức là cái đấy là mới cấp cho cái khóa quân sự, tại vì trong một trường nó ra nhiều khóa. Yeah. Khóa. Cái đó là thể hiện của khóa quân sự. Yeah. Còn Cavalry Unit này là kỵ binh. Kỵ binh. Oh. Cái này thì cái thời xưa lắm rồi thì đấy. Đây thì cái mặt đó em nhìn chi tiết em thấy đâu hết được đúng không? Yeah. Đấy 1819, còn cái này 1960 đây này. Đây. Này. Em để em xem tức là con chim này từ những cái lông của nó. Yeah. Sắc nét từ cái lông. Từ cái lông luôn. Cái lông của nó từ cái cánh lông. Từ cái móng đứng ra cái cánh ra từng sợi lông. Chi tiết là nó vậy như vậy. I will try. I will try cho cái khẩu hiệu của là UCC nữa. À, em nhìn này em làm sao thấy được? Đúng rồi, không thấy được. Ví dụ như ở đây mình nhìn sẽ thấy có chữ NUCC gì đó mà nhìn ở đây là không thấy được luôn. Đúng không? Nè, NUCC nè, nhìn lên đây đâu thấy gì đâu. Không thấy được gì luôn. Quá. Mỏ đây chắc lưỡi thấy không? Thấy được cái lưỡi đúng không? À. Thấy cái lưỡi thẻ đâu? Thấy lưỡi luôn nè. Này không thấy được. Này phải zoom. Nhờ chế độ zoom lên mới thấy được đó. Mà sao nó làm cho được tới cái lông luôn nè. Cái khúc này là cái khúc vừa tối góc khuất à, đó, à. Chi ly ở đây luôn nè. Điện thoại đang zoom lên hết cỡ luôn các bạn. Cho nên là nó sẽ rung chút xíu á. Nhưng mà zoom lên hết cỡ mới thấy được chi tiết của nó. Thôi cái chiếc này nó lại không có làm cái sợi dây xích hai đường hai bên mà làm một cái sợi dây xích sợi dây thần xoắn. Tại vì thằng này điển hình của nó không phải sợi dây xích. Yeah. Thường Navan hoặc là về những cái thủy cái dạng như là Navan là Navy. Navy á, còn yeah. Navan là Navan Academy thì tại vì tiếng Anh ghép vào thì nó phải Navan Academy thì mới được. Còn nó là Navy liên quan đến hải quân thì nó mới sử dụng sợi xích và mỏ neo nhiều hơn. Yeah. Cho nên trường này trường đấy không phải trường hải quân, cho nên nó lại không thể hiện bằng ấy mà chỉ bằng chim. Yeah. Đấy là cái con này là năm xưa. Còn ví dụ cái con mới thì nó lại là như thế này đâu vậy. Con này con 64 thì em xem rồi. Còn đây con Thiên Niên Kỷ của anh. Đó là con này con năm 2000. Nó quick. Nặng chứ này nặng à. Nặng bằng lượng được. Trời thấy chuyện gì đây. Honor. Nhưng mà nó lại không mắc bằng Honor. Nó lại không mắc bằng con nhỏ vừa rồi nhé. Con nhỏ nó mang giá trị xưa nó vẫn mắc hơn nhé. Con này chỉ khoảng 180 trăm. Con kia khoảng 180. Để 2000. 2000 năm ra trường Thiên Niên Kỷ đấy. Nhìn cái này á các bạn, ai mà chơi lòng chim á, lòng chim mà chạm khắc á thì nó cũng gần giống vậy đó, bằng tre còn bé hơn nữa. Nó bé hơn nữa, bé hơn nữa. Cái lòng chim khoen á, cái lòng càng nhỏ thì cái nó càng giá trị cao. À. Tại vì nó nhỏ, nó đòi hỏi cái người nghệ nhân người ta chạm nó phải công phu hơn, nhỏ hơn. Thì cái này nó còn khó hơn, mình nghĩ là chắc gấp nhiều lần đó. Tại vì cái này nó vừa cứng mà nó còn nhỏ hơn cái chi tiết của cái lòng khoen rất là nhiều. Hai bức tranh trên một chiếc nhẫn nhỏ đeo tay. À. Cái lòng khoen thì ít nhất cái nó cũng cả này. Này phóng to lên để cho em nhìn này, trước đấy em coi cái mặt mà 1819 đúng không? À. Em thấy cái lông cánh bên trong, bên cánh bên trong nó cũng còn có cọng lông của nó vẫn còn thể hiện được. Một 819 vừa rồi đây em thấy đọc cái chữ dưới cũng nào thể hiện được. Có nhiều cái nhẫn Mỹ nó hay lắm, chữ nó nhỏ li ti mà nó vẫn còn thể hiện lên được. Còn cái mặt bên kia, đây, người đang bước xuống, đeo kiếm. Chữ chiếc trên đấy là đủ hết nha.
chữ nổi chữ chìm, chữ của từng trên cái bậc thang này nữa. Đó, cái này nó chụp chưa rõ. Đó, mà em nhìn trên kia em thấy được chữ. Trời nè, không thấy được cái gì luôn nha. Cái này là mình đang ở chế độ zoom á, cho nên là anh em mới thấy được rõ. Nhưng mà cho dù zoom hết cỡ anh em cũng đâu có thấy được ngay cái chữ trên cái bậc chữ thang đúng trên không? Bậc thang. Đó. Còn trên cái tấm hình này là mình thấy nè. Con ngựa là mắt mũi đầy đủ nhá, dây cương, lỗ tai. To the bus, còn ở trên là gì ta, bi gì đó, không thấy rõ luôn. Cái này là ngày hôm nay chụp vẫn chưa nét, nó phải chụp cái độ nét hơn. Và các bạn nhìn cho cái bức tranh này, nó rất là nhỏ ha, nhưng mà mình rõ ràng mình thấy là nó có chiều sâu 3D. Coi như là nhìn thấy ra trên bước xuống mấy cái bậc thang rất là rõ ràng. Bước ra ngoài. Dạ. Yeah. Có trước có sao 3D chứ trước sau chứ không phải là trên cái mặt phẳng đơn giản đâu. Này là cái ống khói hay gì? À, cái tường thành. Tường thành. Cái tường thành. Cái móng ngựa. Đúng rồi. Đúng rồi, móng ngựa. Vòng xung quanh là cái chữ 2 và 3 số 0. Không phải là chỉ ký tự bình thường nữa. Để ý kỹ nó là số 2 và 3 số 0. Tại vì nó đều thể hiện 5 mà trên cái vòng vành đai đó. Đây là này. Đó, 2, 3 số 0 nè. Như chiếc này 2013. Em xem trên cái vòng vành đai đây này. Vành này yeah. Là 2013. Nó nối tiếp nhau. Chứ không phải là nó chỉ có giá trị lằng ngoằng ấy đâu em. Cái này nó không đơn giản là họa tiết mà nó còn có số ký tự và có một số cái, ví dụ như một số cái nó thể hiện, ví dụ như 576 nó thường hay thể hiện cho 200 năm thành lập nước Mỹ. 1776. Bây giờ mình được anh Tuấn Anh giới thiệu dòng, nó hiểu tại sao là anh có thể đam mê mà sưu tầm. Không thì có chiếc nào giống chiếc nào đâu. Không có chiếc nào giống chiếc nào hết. Kể cả cùng là nó quýt với nhau luôn, mà khác năm là em đã thấy nó khác. Thỉnh thoảng trên Facebook thì anh Tuấn Anh cũng có, chắc lúc đó là lúc mà anh chụp hình để anh show lên thì chắc lúc đó là móc ra để lau chùi dọn dẹp đúng không? Sẵn có điện thoại chụp sơ sơ về. Nhất này đa phần chỉ cần lau một lần em để đó không sao. Dạ. Không có cái gọi là như áo da mà anh cứ phải chùi móc gãy lưng. Yeah. Này có nhìn ra được cái chữ gì không? Số 10. Giờ yeah. Không được anh lấy hình trong đây thì may cho mới thử. Được anh sâu vậy nó mới thú vị. Cái này các bạn cầm một chiếc chiếc nhẫn trên tay. À, giờ các bạn cứ hình dung cái bộ môn này nó sướng ở chỗ là giờ chúng ta có chiếc nhẫn trên tay rồi chúng ta để xem hết những cái thông điệp ở trên này, những cái ký tự trên này, chúng ta cần một cái kính lúp để chúng ta soi từng ngóc ngách một. Và theo mình để ý thì có những cái họa tiết là nó phải tùy vô cái góc độ ánh sáng chúng ta mới nhìn ra được. Dù nhìn trực diện vô thì sẽ không thấy, mà lắc nhẹ nhẹ cái với cái góc độ ánh sáng sẽ thấy rõ được cái chi tiết của nó. Này nó có cái lồng đèn trung lưu người sao năm cánh 2013 1839. Này có những khẩu pháo. Em cầm cái này em làm sao em thấy được những cái viên gạch xây lên cái tòa nhà này. Yeah. Em nhìn này, này viên gạch xây lên tòa nhà đúng không? Yeah. Chưa kể những cái ô nhỏ nhỏ của trong những cái, yeah, cái tòa nhà. Hoặc như những mái vòm. Yeah. Mái vòm 3D nhá. Trước yeah. Sau để đưa cái này ra trước mà. Đúng rồi. Em nhìn trước sau còn mái vòm. Còn kéo ra thì những cái cửa sổ trong đây gọi nãy giờ kêu chọc có cô nào có đứng trong đấy thì em thấy mờ tối trong đây đó. Đấy, nó lên được những cái viên gạch nhỏ xếp mà cực kỳ tinh xảo, tạo như một cái bức tranh 3D thu nhỏ. Yeah. Cực kỳ tinh xảo. Này nó để làm 3D vậy ta phải lập từng lớp vô đúng không anh? Từng lớp vô nó mới có một cách gì đấy. Có cách gì đấy chiều cong chiều sâu gì đấy thì là kỹ thuật rồi ấy nè. Này là của trường Colette nè.
Vicentis. Cái đó nhẫn công giáo, thể hiện cho công giáo nhà thờ. Về mình biết ở trên mạng cũng có nhiều anh em thấy cũng có khoe, không phải khoe mà cũng có show ra là chơi nhẫn này nọ, nhưng mà cũng là nhỏ lẻ thôi chứ không có một cái bộ sưu tập tương đối lớn như vậy ha. Cái kiểu mà thiết kế nhẫn kiểu này là cũng từ từ người Mỹ người ta ra luôn ha. Nhẫn nam, kiểu nhẫn nam thì thường thường này nếu mà mình nói chung gọi là nhẫn nam ha. Không, kể cả nhẫn nữ anh có mua cho vợ anh một số nhẫn nữ đây, size ví dụ như những chiếc nhẫn nữ đây là năm sinh của vợ anh 75 đó, em xem đó là những nhẫn nam còn đó là nhẫn nữ này là thì nó bé hơn. Dân đi mô tô, hạt lây đồ. Đây cũng dòng Vegina, dòng nhẫn to này, nhưng mà là dòng nhẫn nữ, bé đó. Nữ đây. Thì người ta sẽ làm nó thanh mảnh hơn. Đây cũng là 75, anh sưu tầm cho vợ anh một số nhẫn nữ đấy. Nó bé hơn. Chị có mê không anh? Chị thỉnh thoảng chị cũng đeo, chồng mua rồi mua ấy thôi. Này zoom được con này này cái gì đây nhìn nó mắt thường con rồng à được. Nhìn giống cái gì tượng nhân sư quá mà không biết phải không, để zoom bự ra nhân nữ này không có chụp. Con rồng sụi hai tay rồi nó quay luôn luôn gồng sụi tay rồi đó. Ok anh em đang coi livestream có câu hỏi gì về nhẫn Mỹ hoặc là sao đó thì sẵn có tiếng Anh đây, anh sẽ có thể chia sẻ thêm cho chúng ta nha. Đó. Thì đây là toàn bộ cái bộ sưu tập của ảnh về nhẫn Mỹ cũng như là những cái viên đá đó. Nói chung là nếu mà hỏi giá thì tùy theo chiếc, có những cái tùy từng loại về cái chất liệu làm nên chiếc nhẫn. Yeah. Và tùy theo trường. Yeah. Đấy, và mình đã giới thiệu các trường đó, và từ high school cho đến college cho đến university cho đến các trường quân sự đó, thì cho nên không thể hỏi mua một chiếc là bao nhiêu cả, tại vì nó có thể dao động. Những chiếc hợp kim nó vài triệu đổ lên cũng có, và cho những chiếc vàng từ 10-20 triệu cho đến hàng trăm triệu đến hơn 100 triệu. Yeah. Cũng có, cho nên không thể hỏi chung được nó tùy giá chiếc nhẫn. Nó sẽ cấu thành từ cái chất liệu nè. Đó. Còn mình có thể nói giá trị một chiếc nhẫn vàng bây giờ, nhẫn vàng Mỹ đeo bây giờ, là không nói trường đắt tiền nhé, thì trung bình nó cũng phải từ là 3, tính theo gam, mình tính theo gam để mà biết xác định giá trị chiếc nhẫn. Ví dụ như một chiếc nhẫn là 20 gam đi, thì giá trị trung bình bây giờ một chiếc nhẫn đeo được thì là từ 35 đô cho đến 40 đô một gam. Tức là một chiếc 20 gam thì nó dao động là từ 700 đô cho đến 800 đô. 700 đô, 800 đô. Em cứ nhân lên một chiếc 20 gram đấy nhá. Chiếc 20 gram để anh đưa cho em xem một chiếc 20 gram là nó nặng, nó cỡ bao nhiêu. Đây là một chiếc nhỏ nhỏ này là một chiếc 20 gram. Ví dụ như vậy. Đó. Như này 20 gram nó chỉ thế thôi. 700-800 đô nha anh em. Đó, còn cái chiếc là một trong những chiếc nhỏ nhất ở trong cái hộp của anh. Còn cái chiếc mà bự nhất ở đây, bự nhất thì là chiếc này. Chiếc này của nó là 73 gram. 73 gram. Nhưng mà cái này lại không phải là 35 đến 40 đô một gram, mà cái chiếc trường này là nó 60 đô một gram. 60 đô. Nó đắt gấp đôi cái kia. Là do cái chất liệu. Không phải chất liệu, là do cái trường này. À cái trường coi như cái trường này nó đắt. Ren cái loại trường. Yeah. Ví dụ như có những cái không thể tính theo gram được, ví dụ như những cái nó cái Air Force, hoặc có một cái Westmont nó chỉ nặng có 20-mấy gram mà tại sao mà nó 10-mấy nghìn đô. Yeah. Bây giờ cũng phải 7-8 nghìn đô, 10 nghìn đô. Yeah. Hoặc Navan cũng vậy, nó chỉ khoảng 30 gram thôi. Yeah. 28-30 gram thôi.
Nếu mà nhân giá trị bình thường 30g, nó nhân có 1000 đô làm sao, tức là có khoảng 1000 đô đâu bao nhiêu, mà trong khi nó cả chục, nếu đúng bây giờ nó bán vẫn cả chục nghìn đô thì sao? Dạ. Cho nên không thể phân biệt được một cái nào với một cái nào. Và anh em lưu ý một cái này là một cái mình có thể nói nó giống như một cái tác phẩm nghệ thuật. Đúng rồi. Bởi vì ngoài cái giống như một bức tranh, yeah, một tác phẩm nghệ thuật và có cái câu chuyện trong đấy. Dạ, có câu chuyện của nó. Nó có cái công phu của cái người thợ làm ra nó. Thì cái này nó rất là khác với những chiếc nhẫn mà ngày vía thần tài anh em ra mua. Nó khác, cái đó là giống như mua để dự trữ vàng. Nó khác. Thì đó để kẹt quá bán đi rồi ta nấu rồi người ta làm ra những cái này. Còn đây là này gọi là trang sức này. Giá trị quy ra cân nặng nó đắt hơn vàng SGC em ạ. Dạ. Đắt hơn vàng 4.9. Đắt hơn vàng luôn. Kia là những chiếc nhẫn trơn thôi, để chúng ta mua để dự trữ thôi. Chứ nó không có giống cái này ha. Đó, anh em nhìn coi. Để ra một cái tác phẩm như này nó phải công phu đến cỡ nào. Anh có tìm hiểu là để một cái người thợ người ta hoàn thành một cái tác phẩm này, một nhẫn này nó phải tốn bao nhiêu ngàn giờ, bao nhiêu giờ? Không, đa phần thì ngày xưa thì tốn nhất là tốn nhiều thời gian. Tại mỗi một chiếc nhẫn xưa thì đều là phải làm trên tay từng chiếc một. Yeah. Còn đến sau này á thì nó là cả công ty, nó yeah. có từng khâu một. Yeah. Tức là khâu đầu tiên là vẽ. Yeah. Vẽ xong là chỉnh sửa. Cả quá trình hàng 3 tháng của một nhóm thợ họ làm yeah. lên một cái bức tranh 3D trên máy vi tính. Yeah. Sau đấy họ sẽ chạy sáp resin. Yeah. Sáp resin ra xong họ sẽ làm khuôn. Yeah. Khuôn, đến lúc đấy khuôn thì họ đã là đại trà. Yeah. Ví dụ một năm đấy, ví dụ như ở cái khóa đấy của họ 100 người thì họ bắt buộc phải như vậy. Yeah. Thì họ chỉ mất công cái thời gian ban đầu. Yeah. Thế bây giờ là sử dụng công nghệ rồi. Yeah. Chứ không thể làm từng chiếc như bây giờ, tại vì làm từng chiếc như bây giờ thì mình sẽ không đủ tiền mua chiếc nhẫn cả cho người thợ Mỹ đến thời điểm hiện tại bây giờ. Nếu mà làm thủ công mà theo giờ tính rồi cái theo giờ của nghệ nhân Mỹ mà nhân lên là không đủ tiền để mua, không mua nổi. Cho nên giờ là nó chắc CNC rồi mấy công nghệ mới và nó sẽ hỗ trợ tốt hơn phần này. Và các bạn biết cái nhẫn này giống như anh Tuấn Anh có chia sẻ ban đầu á, này là nó chắc người ta ban đầu người ta cũng không nghĩ là nó sẽ phát triển và được yêu mến ưa chuộng đến vậy đâu. Mới đầu là nó chỉ mang tính ý nghĩa, cũng dạng như một cái vật phẩm mà kỷ niệm cho học sinh ra trường thôi. từ rất là ít. Yeah. Sau đấy thì bắt đầu phổ biến nhiều cho cả nước Mỹ. Yeah. Và một số nước cũng sẽ chơi, ngoài Việt Nam mình có một số nước chơi, như mình hiểu là kể cả Thái Lan này là Philippines. Yeah. Cũng đều có chơi những nhẫn Mỹ đấy. Ừ. Thì những chiếc nhẫn này cái nguồn gốc xuất xứ từ học sinh sinh viên đó, từ những trường. Còn giống như cái học viện Zippo của mình đó, thì mình biết cái xuất xứ đó từ những người lính đó, từ những người lính. Zippo sau này cũng có một số ra vật phẩm mới, ra những sản phẩm mới mang tính sưu tầm nhiều, theo bộ cũng nhiều chứ em. Yeah. Còn nếu mà chỉ là sưu tầm của lính của những năm nữa lại là một cái mảng riêng của Zippo khác. Sau này nó sẽ ra bò sát, igu, đồ này nọ đầy đủ hết trơn á, môn nào nó cũng vô. Thì cái đó nó giống như là một cái công ty, xong rồi công ty Zippo và những cái công ty khác người ta muốn làm quà lưu niệm hay gì đó, người ta ký hợp đồng để nó làm ra những cái mẫu đó. Bữa mình cũng tính làm cái Nam Ngô Farm rồi đó. Anh có sưu tầm Zippo quẹt không? Không. Không hút thuốc anh, mà. Anh hút thuốc cái năm hai mấy tuổi anh ngưng rồi, cho nên anh không có sưu tầm Zippo. Nhưng mà có một số người bạn anh họ cũng có chơi đấy. Yeah. Mà anh không chơi. Quá đẹp. Ok anh em có câu hỏi nào cần hỏi thì anh Tuấn Anh sẽ giải đáp cho anh em nha. Còn nếu mà anh em không có thì để mình xin phép anh Tuấn Anh cho mình chụp, mình đeo 10 chiếc nhẫn lên tay cái để mình úp Facebook cho chủ nợ trên Facebook an tâm rồi. Rồi cứ lấy mấy cái to nhất mà đeo cho trông cho nó giữ nó hoành tráng. Đừng có rớt, đúng không? Rớt là vỡ đá. Yeah. Rớt không rớt cái cạnh hay là vỡ đá. Mấy cái này rớt thì không sao nhưng mà cũng vỡ đá. Mà thường những cái này em thà rớt cánh tay em. Ồ, có cái hộp màu hồng này đẹp quá. Cái nào đeo vô lát gỡ ra không được ta. Thì cứ ví dụ như cái nào chấm thì chặt 100, cái nào mà đủ chưa? Đủ 10 chưa? Ok, đủ 10 anh ơi. Bắt đầu thấy tay nó nặng rồi đó. Đấy, khoảng chục chiếc đấy, gần như là chục chiếc mắc nhất á.
chục chiếc mạnh nhất luôn. Thì em cứ hình dung chục chiếc sơ sơ thì cứ nhân trăm lên đi, một toi một tỏi đấy đi. Cho em mượn chỗ anh ngồi cái nào cái rồi là cho chủ nợ nó an tâm. Quá đỉnh luôn cái bộ sưu tập này các bạn. Chụp không có bàn em phải chụp cả cái phần cho màn, cái bàn nhân nhân bên dưới nữa. Em không dám còng, cái việc nó nặng quá, em còng xuống nó gớt. Đưa này, đưa. Sao lại là để sao chỗ ngầu ta? Vậy hả? Để lên. Ok. Quá sao đã. Rồi ok anh em, nếu mà anh em không có câu hỏi nào thì mình stop cái phiên livestream ở đây nha. Để cho anh Tấn Anh nghỉ ngơi nữa. Câu hỏi gì toàn... hỏi giá thì rất là khó trả lời. Mình cũng trả lời sơ với anh em rồi. Tùy theo trường, tùy theo năm, tùy theo trường, tùy theo chất liệu. Chứ không thể biết được chiếc nào bao nhiêu cả. Cái này là một cái bộ sưu tập của một người chơi, một người đam mê. Chứ không phải là đang bán hàng đâu nha anh em. Không đang bán đâu. Đây là cả một cái gọi là một cái quá trình 30 năm của ảnh sưu tầm đó. Và có những cái là phải hữu duyên anh ha. Đúng rồi. Có trong này có cái nhẫn nào mà gọi là anh dân sưu tầm thì hay có cái từ gọi là đeo đuổi á, hay có nào mà anh đeo đuổi mà lâu nhất anh mới sở hữu được không? Thực chất để nhớ nha. Cái cặp chó mèo á, cặp chó mèo cái cặp hả? Vừa rồi cho xem á, dạ. Là mới đầu về trên thị trường thì anh không mua được đâu, tại vì cậu không bán, dạ. Lái cũng không bán, nó cũng không bán cái giá mình mong muốn, thế là đòi bán mắc thì anh không mua, dạ. Đấy, xong cỡ khoảng 5-6 thì vòng lại kêu thôi, bây giờ là khách người ta cũng sưu tầm, không biết có bài bạc gì không đấy thì cũng muốn để lại, yeah. Thì tức là sau một quá trình đấy thì mình đeo đuổi không được, yeah. Thì lại quay ngược trở lại mình, yeah. Nó là như vậy, đó là cái duyên. Thì giống như nãy có nói á, lúc mà mình muốn mua á thì người ta không bán, mà lúc người ta muốn bán á nhiều khi lúc đó mình lại kẹt chuyện này chuyện kia mua không được đó. Thì cho nên là để có được cái bộ sưu tập này là cũng rất là nhiều công phu ở trong đây á, chứ không phải là đó. Nhưng mà dễ mà ra chợ mua mà có thể báo giá được ha. Mà cũng chả ai mua hết của anh như này. Mà mua anh cũng không bán nữa đúng không? Cái công sức bao năm chứ đâu có phải là đơn giản em. Có những cái mình cũng phải mới đầu nhìn thích, cũng như vừa rồi anh nói cái chiếc anh nhìn thích đó, cũng được. Nhưng mà sau một thời gian họ không thích nữa thì đã bán đi rồi, yeah. Hoặc nó gọi là quay đầu, yeah. Thì cái người lái người ta cũng đã có được cái sự lãi rồi, yeah. Họ lại không mở bỏ tiền họ giữ họ sưu tầm nữa thì họ lại sẽ kêu anh mua, yeah. Bán cho anh. Còn kỷ niệm nhất thì anh chỉ nói với em cái chiếc kia thì hồi đầu anh mua thì 20 mấy năm trước anh mua chỉ giá trị khoảng thời điểm đấy là khoảng 700 đô thôi, yeah. Bây giờ thì nó sấp xỉ cỡ khoảng 7.000 đô. Nhà này cũng là trong những món đầu tư có lời. Tùy chiếc, nhưng mà đa phần là lời, nếu mà biết cách mà khéo. Nhưng mà phải như anh, yeah. Chứ không phải là đâu cũng đều có lời cả, yeah. Tại vì đôi khi mình là cái thú sưu tầm của mình thì không thể gọi là đưa cái gọi cái lợi nhuận cái lời lãi được, dạ, đúng rồi. Đâu có tính được đâu, đúng rồi. Không thì cái này nó cũng sẽ giống cái kiểu mà bây giờ các bạn nghe mấy người mà người ta già quá người ta hay gọi là đầu tư đồng hồ đồ kiểu dạng vậy á, thì nó đôi khi nó không phải mang cái giá trị về mặt tiền bạc mà cái giá trị về cái độ hiếm, cái người nghệ nhân nó làm ta không còn nữa hay sao đó, hãng đó nó đóng cửa hay sao đại loại vậy, mà trên thị trường không còn nữa, cho nên là nó gọi là nó nhân 3, nhân 4, thậm chí nhân 10 lên cái giá trị nó yếu tố quý hiếm chứ không phải là cái giá thành ban đầu ha. Ok mọi người thì hôm nay rất là may mắn được anh Tấn Anh giới thiệu cho mình
một cái bộ sưu tập nhẫn Mỹ rất là khủng của ảnh luôn. Thì qua đây mình cũng sẵn mình có chia sẻ với anh em chút xíu để anh em biết cái bộ môn này, cho anh em ngắm lại sơ sơ. Cái bộ này là hay đóng cửa lắm, hay đóng nắp lại lắm, lâu lâu mới mở thôi đó. Mở ra sợ nó bay. Đúng là cái này bên này đóng nắp, mở nắp ra nó khác liền ha, nó khác mấy cái kia. Đẹp. Rồi ok các bạn, mình thì mình thích đi giao lưu vòng vòng với lại nhiều anh em. Mỗi anh em thì có một cái đam mê khác nhau, mỗi anh em thì có một cái sở trường, sở thích khác nhau. Cho nên là mình sẽ ghi hình lại, chia sẻ với mọi người. Để cũng có một cái thông điệp là cuộc sống này nó cũng rất là muôn màu. Thì mỗi người sẽ có một cái sở trường, một cái thú vui riêng của mình. Thì khi mình có thể quan sát, học tập qua lại thì cuộc sống nó cũng hấp dẫn hơn. Ok mọi người, chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và xem clip vui vẻ ha. Bye bye, thank you anh rất là nhiều.